rất ngon ghê. Go. Wow. Em đẹp trai. Wow. Xin chào cả nhà. Sau khi tới Đà Lạt thì mình đi thuê xe máy. Đứa muốn đi vòng vòng Đà Lạt, muốn tận hưởng không khí ở Đà Lạt thì có xe máy mình sẽ thoải mái hơn. Mình muốn đi đâu thì mình đi. Mình đi mọi ngõ ngách ở Đà Lạt nó cũng dễ. Thuê xe Vario hả? Em đi một ngày. Một ngày 250 Thuê xe máy ở chỗ này nè, 250 ngàn một ngày cho chiếc này. Rồi mình sẽ lấy nó bảo hiểm nha. Đó, cái này bự. À, cái này giống nhà mình nè, cái hiệu này luôn nè. À. Đó, xe xong rồi, bây giờ thì mình đi đổ xăng thôi. Mình đổ xăng cho chắc ăn, tại vì mình sẽ đi nhiều nơi. Với lại lỡ hết xăng sao? Nhưng mà rất là mát luôn. Mình chạy xe cảm giác mát mát lạnh lạnh, giống như là lập đông mà là mức độ cao hơn một chút đó cả nhà. Quá đã. Chào cả nhà. Hai đứa mình đã tới quán rồi. Quán ở đây nè, quá trời bông hoa luôn. Ở đó là cái đường nè. Hoa hồng này bự ha. Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Tiếng cho vào kia. Quay thì nhiều quá. Cái này Quyên mua cái lẩu 250 ngàn. Mình sẽ cho nấm vô nha. Nấm bào ngư nè. Thơm quá em ơi. Ở trong đây thì có măng, có gà, lá é với lại nấm. Em thử một miếng súp lơ như thế nào nha. Thơm. Anh thích ăn nhiều rau này hả? Mình thích đó. Cả nhà ơi, đằng đây quá chừng gà luôn nè. Rồi, cảm ơn anh. Cũng ngon. Ừ, có lấy kìa. Thiệt. Rất ngon ghê. Mềm hết. Cái mùi của lá é đặc trưng ha. Đây là măng tươi. Mấy cái nhiều nữa. Hai đứa đã ăn xong rồi. How can I say? 심심하다. Little bit tasteless một chút. Nhưng mà cũng ngon. Weirdly delicious. Bạn thích? Giống như ở đây thanh đạm á cả nhà. Thường á là mình ăn á là chỗ nào cũng rất là đậm đà luôn. Nhưng mà chỗ này rất là thanh đạm. Rồi, đi thôi. Ok. Sau khi ăn xong thì mình tiếp tục chạy một vòng Đà Lạt. Tại vì cái không khí này rất là thích luôn. Thì mình đi quảng trường Lâm Viên, rồi Hồ Xuân Hương nữa. Sau đó thì mình hướng về thác Đa Tanh La. Ở thác Đa Tanh La thì có rất là nhiều chỗ để mình chơi.
Quyên đã tới Datanla. Tới thác Datanla thì mình có hai trò, một là zip line xuyên rừng 1 triệu đồng một người, hai là hành trình trên cao 460.000 một người. Thì mình chọn hành trình trên cao để mà mình chơi những cái trò chơi ở đó nha. Bây giờ cũng có một số người đang chơi đó. Mình đi xe máy tới thì mình sẽ đi lên trên kia gửi xe, xong rồi mình xuống đây để mà anh chị hướng dẫn cho mình rồi mình mới chơi được. Đợt đó chơi có một lần, đợt này mình chơi lần này là lần thứ hai. Ôi, chiếc xe này màu đẹp quá ta. Chiếc xe này màu nổi chưa? Màu cam. Chiếc xe màu quá nổi luôn nè. Đẹp hả? Xe Jeep. Em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Giờ mập quá không biết chơi nổi không? Chơi được, chơi được. Ok, đi thôi. Rất là lão rồi, không chơi luôn á. Đây là hình ảnh của khi mà chơi. Thì thôi, it is difficult for me to believe that and I come here to play with my wife again. Bây giờ thì cũng giống như hồi lúc trước, mọi người sẽ dành ra 20 phút để hướng dẫn cho mình trước khi mà chơi. Thì hai cái này hoạt động sẽ liên kết nhau, có nghĩa là một cái đóng một cái mở hoặc là hai cái cùng đóng. Đây là một cái trò chơi trên cao nên mình cần phải được hướng dẫn kỹ càng trước khi chơi để mà tránh được những cái rủi ro cả nha. Trong thử thách có một cái đoạn zip line rất là dài thì anh sẽ hướng dẫn mình để có thể tự lắp ráp và di chuyển thật là an toàn. Hai cái này hàng với nhau thôi. Bỏ qua đây rồi mình đi xuống ha. Quá lắm. Sao không bị đè. Bây giờ mình đang practice. Được, ok. Giờ ý ta. Giờ ý nè. Chà ra nè. Good, good. Đây là zip line. Course zip line nha các nhà ơi. Use your weight. Ok. Rồi. Bây giờ Vinh và mình chuẩn bị xong nè. Đi chơi nha. Mình sẽ có 2 tiếng để chơi nha cả nhà. Nè, mình sẽ lấy cái màu đỏ để trong này. Cái này có cái màu vàng này là zip line. Mình sẽ bay qua bên kia. Thì cái màu đen để đây. Mình sẽ lấy gồng gọc. Lấy cái này nè. Lấy cái zip này nè. Mình để vô đây. Xong. Rồi mình để cái này vô. Rồi mình sẽ lấy cái đèn. Rồi giờ mình sẽ để cái màu đen vô cái gồng gọc này đó. Hai tay mình mới làm được. Ok. Wow. Câu bài cũng câu bài nè. Em ơi, em cảm thấy thế nào? Sợ. Vui hả? Vui. Girl Scout Việt Nam
nguyên. Em nhún cầm của em ơi. Nhún cầm lắm á, thiệt luôn á. Trời ơi, bây giờ biến xe chớm nha cả nhà ơi. Em sợ hả? Không có sợ. Course này rất là khó đúng không cả nhà ơi? Chớm mà khó lắm. Con Nguyên là con gà dũng cam. À, cố lên con gà dũng cam. Dũng cam lên. Không có ý đâu em ơi. Một phải ba nha. À, cắn thẳng hả? Wow. Yeah, my brave girl. Good, good. Proud of my wife. See you soon. Be careful. Đồ này dài đây nè. Bây giờ chúng mình đang chơi máu nấu anh. Máu nấu em. Em nhân viên ở đây đẹp trai quá. Em đẹp trai. Sao vậy? Đừng có cười. Đừng cười. Xem ở thường á. Từ từ. Ồ, thiệt mà. Cô lên đi. Rồi, cô lên. Chị đạp sao chân chị dài ra. Càng dài càng tốt. Đi thì nhanh nó càng đỡ mềm. Anh đưa em ba tặng. Yeah, em ơi. Did you scare? Gần lại đây mới sợ. Chứ còn đi xuống là siêu far quá xa đúng không? Wow. 5 giây phía trước, 5 giây phía trước. Ok, 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 ok. Làm được. Chết ui. Em thấy em bị lùi vậy mà. Là anh sẽ không qua nổi luôn á. Nhưng mà qua được, hay. Good job. Cảm ơn nha. 10 điểm. 10 điểm hả? Rồi. Vậy là chơi xong. Em chơi tới đỏ, anh chơi tới đen. Sẽ có 6 cấp độ. Xanh lá 1, xanh lá 2, cam, xanh dương, đỏ và đen. Thì cấp độ nặng từ từ tăng lên. Đen là dữ nhất. Máu đỏ là dữ nhất luôn á. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. Hoa này là hoa gì ta? Hoa này màu đẹp ha. It reminds me of my grandmother. Grandmother thích màu màu tím. Là bánh mì chảo.
kết thúc một ngày. Tối nay mình sẽ đi vòng vòng chợ đêm chơi. Tối nay đi vòng vòng chợ đêm. Rồi có gì Viên sẽ quay chia sẻ với cả nhà nữa nha. Bây giờ ngồi nghỉ mệt chút rồi mình đi về phòng check in tắm gội.